Welcome back to my channel Lugu Live Vlog. Và cái video này là tôi sẽ khui đồ để cho các bạn cùng xem nha. Thì đây cái đồ mà tôi sẽ khui là cái này ha. Bây giờ mình khui nha. Coi mình đặt đồ xem coi cái đồ mình đặt thì về cho nó sẽ như thế nào nha các bạn. Thì cái này là mới lấy về lúc trưa ha. Buổi chiều cho nên trời nó hơi tối xíu ha. Bây giờ là mấy giờ ta, khoảng 5 giờ mấy á. Cái nhỏ xíu xong rồi cũng khó cắt ha. Ở đây thì mình đặt cũng hơi lâu rồi các bạn. Đây rồi mình sẽ lấy cái hóa đơn xuống. Ok, để hóa đơn riêng ở đây. Đây bao nhiêu đây đồ đấy các bạn. Cái video nó hơi tối nhỉ. Đó, bốn loại rồi, để mình coi được đủ chưa ha. Rồi hóa đơn xem. Set nâu kaki, đầm nu đen, đầm lệch vai, đầm đen nhúng, là bốn loại ha, bốn loại đầm hết các bạn. Rồi giờ bốn cái thì mình sẽ khui từng cái một nha. Cái đầu tiên đi. Quá mũi. Đây là cái đầm đen nhúng. Là vải cũng bình thường hả các bạn. Nè vải nè, nó cũng khá là mỏng ha. À, đó, nhưng mà cái kiểu mình nghĩ là chắc cũng đẹp á. Nè cái kiểu này các bạn, đây cái kiểu này như này đó. Cũng dễ thương á. Rồi ok ha. Còn cái này chắc là để mình sẽ mặc sau á. Giờ mình sẽ khui mình xem trước thôi ha. Rồi đây là cái màu đỏ ha các bạn, màu đỏ Noel. Giải này là giải không có co giãn các bạn, giải không có co giãn, cái màu rất là chói luôn, giải không có co giãn ha. Thì nói chung cái chất vải thì cũng mỏng thôi các bạn, cũng mỏng thôi ha. Đây thì cái này là cái kiểu gì ta, Inoen á, cái kiểu đầm body, kiểu đầm body ha. Đây mỏng quá. Đây
đó, cái kiểu nó như thế này ha. Rồi mình là sẽ mặt sâu nha, mình sẽ mặt sâu, giờ mình sẽ làm thêm thôi. Cái này cũng là một cái màu đen tiếp, hai cái màu đen. Ý cái này mình đẹp quá các bạn, wow. Đặt hai cái giống nhau nhưng bây giờ phát hiện là một cái đẹp một cái xấu, một cái bằng vải một cái bằng dễ thun. Cái này đẹp hơn nè các bạn, cái này đẹp hơn. Nghĩ là mình sẽ check lại cái sản phẩm. Ok, ý không phải các bạn ơi, đúng rồi đúng rồi, hai loại khác nhau, hai loại khác nhau, khác nhau, sorry. Ok, mà mình thích cái này hơn, cái này bằng vải á, cái foam nó sẽ lên đẹp. Nói chung là cái foam vải nó sẽ nó khác với là cái foam bằng giấy thun các bạn. Giấy thun thì nó sẽ bo nhưng mà cái chất liệu vải nó sẽ không có đẹp bằng cái chất liệu của cái vải mà không phải giấy thun ha, không phải là vải co giãn. Rồi còn đây là một cái xếp đồ, là mình đang rất là kỳ vọng cái bộ này đẹp các bạn, tại vì mình thấy rất là đẹp và mình rất thích cái bộ này. Đây, đây là một cái nguyên một bộ luôn ha, một cái áo crop top. Đây rất là đơn giản thôi, tay dài, nhưng mà cái này nó chỉ ngắn thôi các bạn, ngắn thôi ha, chứ nó không có dài ha. Rồi còn một cái quần. Rồi ok, thì hồi nãy là cái áo đúng không, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái quần. Wow, cái quần khá là đẹp các bạn. Cái ống rộng nè, quần ống rộng. Wow, mình rất thích cái kiểu này, cái vải rất là đẹp luôn các bạn, cái vải nó đụng nó trơn trơn á đó. Đó rất là đẹp ha. Ok, mình thích cái bộ này nè, nó may cái kiểu như là cái quần tây á, cái quần Hàn Quốc các bạn, có nhấn liền ở chỗ này nữa, rồi đằng sau có cái túi nữa nè, túi hộp nè. Ý không phải cái túi mà nó chỉ làm như cái kiểu thôi, có cái túi cái hộp thôi chứ không phải là cái túi ha, cái túi là hai bên hông đây. Nhưng mà mình nghĩ là bộ này nó cũng sẽ khá là bự so với mình, thì